Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục sửa hỗ trợ cho khách hàng một cái bo mạch inverter sóng sin chuẩn, và cái bản này là bản 12 phen lớn này các bạn này. Thì đối với nhiều cái video trước thì mình đã hỗ trợ rất là nhiều và chia sẻ nhiều những cái cách sửa trên những cái bo mà 20 phen nhỏ do bên mình lắp ráp, và ngày hôm nay thì tiếp tục mình sẽ chia sẻ một cái bo 12 phen lớn. Thì với cái bo này nó ít xuất hiện hơn, và video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ sửa chữa và đăng video lên cũng như làm cái tài liệu cho tất cả những ai mà chúng ta đang sở hữu, đang mua những cái mạch điện bên mình này, làm cái tài liệu để chúng ta có thể tham khảo khi mà cần sửa chữa mọi người nhá. Thì đây là bản 20 phen này, bản 12 phen lớn này. Mình nhìn thấy rằng là cái bản 12 phen lớn này thì chắc là anh khách cũng sử dụng tương đối là nhiều, bởi vì cái con tụ này. Đấy, các bạn thấy rằng là tụ nó rất là bụi luôn, phủ một lớp khá là dày bụi như này bên trên này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Với cái thời lượng dùng thì chắc là nó cũng phải tương đối nhiều đấy, thì nó mới bụi được nhiều như này, bám phủ kín như này. Đây. Và đây là bản mạch này, thì mình cũng thấy rằng là anh có hiện tượng anh cũng tự sửa một số chỗ rồi, nhưng không hiểu là vì sao mà chưa sửa được, thì gửi về để mình hỗ trợ. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành kiểm tra xem là anh chưa sửa được ở cái chỗ khâu nào nhé các bạn nhé. Nhìn sơ qua thì mình thấy có hai cái điểm, một vài điểm đã bị sửa chữa, đó chính là cái phần hồi tiếp này, bao gồm diode là phần hồi tiếp này. Đó. Rồi là điểm này thì không biết có phải không hay là bụi. Đây mình nghĩ là bụi các bạn ạ. Đây này. Dùng nói chung cũng dùng tương đối nhiều rồi, bụi rất là nhiều luôn đây. Đó, rất là nhiều bụi này. Đây là bên trong này. Đó, bụi bám rất nhiều. Và đặc biệt là cái phần tụ này phủ lớp kín dày luôn. Đó. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành kiểm tra sơ qua vài bước. Đây gọi là kiểm tra nguội. Thì cái phần quan trọng nhất đó chính là phần công suất. Thông thường thì mạch điện hay bị hỏng ở phần công suất do chạy quá tải hoặc sốc tải, do điều chỉnh không chuẩn về cái phần giới hạn công suất này, hoặc là một cái vấn đề nào đó cặp ngược các thứ, thì phần công suất này cũng rất dễ bị tổn hại. Cho nên là mình sẽ đo phần công suất trước. Công suất thì mình sẽ đặt ví dụ như ở đây này. Thay vì mình đặt cái que đỏ vào chân giữa thì mình sẽ đặt nhôm, vì cái lưng này nó sẽ bắt luôn với nhôm này. Đây các bạn thấy này. Đó các bạn thấy, mình sẽ chỉnh kim về lại đúng số 0 nhá. Rồi. Đo chân 1 này. Không lên gì. Ok. Lên khoảng 10 ôm đến 12 ôm. Ok. Như vậy là hàng này sống này, ba con này sống, một cửa này sống này. Tiếp đến là hàng thứ hai. Không lên gì. Lên khoảng 10 ôm. Ok, như vậy là ba con này tiếp tục vẫn sống này. MOSFET này là 290N08 mọi người nhá. 290N08. Đó, nó cũng khá đắt tiền đấy. Nếu mà chết là cái chi phí sửa chữa sẽ rất là cao. Bây giờ mình sẽ đo đến cái thứ hai, cửa thứ ba, thứ tư. Không lên. Lên 10 ohm. Như vậy là ba con này tiếp tục sống này. Không lên. Chân 1 nha, đo chân 1 nha. Và chân số 3, 10 ohm, như vậy là vẫn lên. Và bây giờ sẽ kiểm tra thêm cái phần hạ áp nữa. Phần hạ áp là dao động này. Nói chung là mạch điện này sửa rất là dễ các bạn nhé. Khi mà các bạn cứ xem những cái tài liệu như này, mình đăng lên nhiều video sửa chữa này để làm cái tài liệu cho những ai chúng ta dùng, chúng ta có thể tự sửa chữa được. Đo cái phần này thì chúng ta sẽ kiểm tra đến cái con điện trở là 0.33 ohm này các bạn nhé. 0.33 ohm này, đo xem có đứt không. Đứt. Con này đứt rồi, à chưa đứt nhá. Do không tiếp xúc thôi, bởi vì cái chân này nó bị bám bẩn, nó sán xịt bên ngoài ấy. Lên này, ok. Đo đến diode nha. Diode sẽ có hai con diode ghim áp 15V. Con này là ghim áp 15V này, bảo vệ không cho quá áp cho cái bo 002 này, nếu như trường hợp ở bên phần này có vấn đề. Đó, và đây là cái điện trở 0.33 ohm này. Một phần nó sẽ lọc nhiễu, nó sẽ cản trở nhiễu. Hai là nó sẽ là một cái điện trở cầu trì. Khi mà bên này bị chạm chập hoặc là bên này nó đi áp dâng cao này, nó sẽ đứt con này và bên này nó ghim lại không chết bo 002. Và một con nữa là con điện áp này cũng DZ luôn, 15V, tương như con này. Thì nó sẽ có nhiệm vụ là để mà tạo thành bộ hạ áp từ điện áp cao xuống một điện áp là xấp xỉ tầm 14-15V. Và chúng ta sẽ đo con điện trở này nữa, à con diode này nữa. Diode thì các bạn sẽ đo một chiều này, cái que đỏ vào vạch có vạch đen nhá, thì kim đồng hồ sẽ lên như này. Ở đây là đo được khoảng 20 ohm. Đó. Lật ngược trạng thái lại thì nó sẽ phải không lên nhá. Đó, không lên. Như vậy là diode sống. Và tiếp đến thì đo con bên này. Cũng vậy. Không lên, như vậy là diode sống. Và mình cũng chưa hiểu lý do vì sao mà nó chưa chạy. Bây giờ mình sẽ tiến hành cấp điện vào để đo có khi có điện nha. Bây giờ thì mình sẽ cấp điện vào để thử xem trường hợp gì xảy ra. Cấp dương nguồn này.
âm nguồn này. Xem cầu chì nhá, cầu chì ở đây chưa đứt luôn. Đó, cầu chì chưa đứt nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn vào. Đó, nó sẽ có cái tóe lửa nạp vào tụ điện đấy các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ bật cái công tắc lên xem là nó có báo gì không. Đèn đỏ có sáng này. Đấy các bạn nhìn thấy đèn đỏ có sáng này. Sau khoảng 5 giây, sau khoảng 5 giây xem nó có tắt không. Như vậy là bo 002 này không tắt. Bo 002 không tắt. Và bo 002 mà không tắt được khi mà chưa có biến áp này này, mà nó không tắt là có vấn đề rồi. Khi mà có vấn đề như này thì mình sẽ tiến hành đo bằng đồng hồ số cho nó dễ. Đo điện áp DC nhá. Đây, chúng ta sẽ chọc cái que đen của đồng hồ vào âm nguồn. Bây giờ chúng ta sẽ chọc cái que đỏ vào chân số 1 con IC7805 nhá. Chân số 1 sẽ có khoảng tầm 11.3V. Ở đây đang thiếu nguồn là 12.3V này. Chỗ này đúng thì nó nếu hệ 12V thì nó phải có 11.3. Chân số 3 IC7805 sẽ phải có là 4.99 hoặc 5V. Đây thì mình thấy có hiện tượng là hơi bất thường. Bây giờ mình sẽ tiến hành rút cái bo 002 ra và kiểm tra lại xem như thế nào nhá. Đây, 11.3 này các bạn thấy này. Tiếp đến thì đến cái chân số 3 7805 4.96, như vậy là ok rồi. Và mình đã phát hiện ra rằng là cái bo 002 này đã bị vấn đề rồi. Không biết vào nguyên nhân gì. Đây. Đó, và bây giờ mình sẽ tiến hành thay thử một bo 002 khác nhá. Đây chính là cái bo 002 mới luôn này. Và mình sẽ bẻ kênh cái chân này lên một chút. Hai chân. Nó sẽ làm cái nhiệm vụ là nó giữ cho nó chắc. Chúng ta sẽ rút cái điện áp này ra nhá, cho an toàn. Và xả luôn cái điện áp này. Đó. Rồi mới cắm bo 002 nhá. Tránh trường hợp là chạm chập tay trước lung tung run là nó sẽ làm chạm chập, hoặc là chập các cái chân với nhau nó có thể hỏng. Rất là phí. Phí mà tốn tiền nữa. Thì bây giờ mình sẽ lại tiến hành cấp điện lại này. Công tắc vẫn đang bật, điện đã sáng. Xem sau mấy giây nó có tắt không. Đó, các bạn thấy rằng là bóng nó phải nháy như này nhá. Nháy như này là ok rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cấp xung, đo xung. Xem là xung của bốn vế này nó có bốn xung hay không. Thì muốn đo được bốn xung này thì chúng ta sẽ bật đồng hồ đo DC nhá, đo điện áp DC. Và đo mỗi một hàng MOSFET này, các bạn sẽ hình dung là cái cầu H này nó chia ra làm 4 vế, mỗi một vế là 3 con FET, còn đối với bản 20F thì mỗi một vế là 5 con nhá. Thì các bạn thấy rằng có khoảng cách chia giữa khá xa này so với các cái này còn lại này, thì nó sẽ phân biệt là khoảng cách của vế nhá. 3 con này một vế, 3 con này một vế, 3 con này một vế và 3 con này là một vế thứ tư. Đó, thì chúng ta sẽ đo vế bằng cách là đo dao động bằng cách là không cần phải máy hiện sóng nhá. Chúng ta chỉ cần đo là chân 1 này và chân số 3 của từng vế. Và mỗi một lần đo như vậy thì chúng ta sẽ bật công tắc, đèn nó phải chưa nháy mới đo được nhá. Và đặc biệt là phải có MOSFET sống trên mạch thì các bạn mới đo được nhá. Còn không thì các bạn chỉ đo được hai cửa thôi chứ không đo được hết đâu. Và không muốn chọc vào trực tiếp trên cái con FET này này thì mình khuyên các bạn rằng là chúng ta sẽ đo bằng cái con điện trở 10K nhá. Cái trường hợp này thì rất nhiều người va phải cái trường hợp là cứ thấy cái con này đo nó không giống ba con này này thì lại thay luôn con này thành 10 ohm, đấy là sai lầm nhá. Mình thấy rằng khá là nhiều trường hợp rồi đấy. Gửi về mình hỗ trợ thì đều thay con 10K này thành 10 ohm thôi, thì cho nên là các bạn đang tự đánh ban mình và sẽ không bao giờ sửa được. Khi mà thay con 10K này thành 10 ohm là nó sẽ mất xung luôn và rất dễ dẫn đến hiện tượng là bị hỏng bo mạch lại. Bây giờ mình sẽ đo này, các bạn sẽ đo vào chân 10K, cứ hai chân của con điện trở mà các bạn cặp vào. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành làm cái thao tác là bật công tắc, hoặc ở đây thì không có công tắc thì mình sẽ làm cái tiến hành là chập dây. Và các bạn chú ý rằng cái đèn đỏ này nó phải chưa nháy nhá. Đó, điện trở 10K này này. Rồi. Đây mình đang bị nhả mất cái mối dương nguồn. Đó. Dương nguồn này. Và các bạn sẽ đo đồng hồ số thì chúng ta không cần phân biệt chiều nào đâu. Cái đồng hồ kim thì phân biệt. Vì đồng hồ kim mà cặp ngược thì nó kim nó quay ngược. Đồng hồ số nó chỉ báo âm thôi. Mình sẽ để tìm cái góc quay nó dễ nhìn nhá. Đây nó chưa tiếp xúc thì sao? Đó, các bạn thấy rằng nó lên 4.93V nhá, nó báo âm không quan trọng. 4.93V.
Đó, sang đến cái con thứ hai, chúng ta cũng chọc vào cái con điện trở 10K nhé, có ký hiệu trên mạch 10K nhé. 5.2V, ok, hai vế có rồi. Tiếp đến là vế thứ ba, cũng chọc luôn vào con điện trở 10K nhé. Mình sẽ phải chọc bởi vì là mạch điện này ở đây đang bị tụt mất cả cái điện áp âm này các bạn này. Đó, nó phải lên là đỏ đấy, các bạn nhìn thấy là có ánh sáng đỏ rồi đấy. Thì chúng ta mới đo được nhá. Và chỉ đo được xung này khi mà đèn đỏ chưa nhấp nháy thôi nhá. Chú ý 5.4V. Ok, nhả công tắc là mất này. 5.4V này, ok này. Tiếp đến là cái con cuối cùng, cửa cuối cùng. Chúng ta sẽ chồng vào đây, bật công tắc lên 5.5V. Chỗ này nó chưa tiếp xúc các bạn nhé. Đây, 5.5V. Như vậy là 4 vế đã ok rồi nhé. Khi mà 4 vế ok rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành thử thêm cái bước, đó chính là cấp biến áp, chạy thử thực tế luôn. Mỗi một lần thì chúng ta sẽ phải lên xả điện áp này đi, tránh trường hợp là tay chân các thứ, hoặc là để chạm chập vào các cái đồ kim loại dưới này, nó sẽ dẫn điện làm cháy mạch nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành thử tải luôn, cấp biến áp, thử tải. Rồi, và bây giờ mình sẽ cấp điện này, cấp dương nguồn này, cấp âm nguồn này. Đó, nó nẹt nửa đấy, và đấy chính là cái điện áp nạp cho cái hàng tụ nọc nguồn này. Bóng đèn đã sáng bình thường, và xem có hiện tượng ngắt hay không. Đây, mình vừa nãy mình làm tốt cái dây này nhá. Bây giờ mình xoáy lại này, ok rồi. Và điều chỉnh thử cái phần tăng giảm điện áp này. Đó, có tác dụng, như vậy là phần hồi tiếp đã ok. Nếu như phần này mà có vấn đề ấy, thì nó sẽ khoảng 5 giây nó cũng sẽ sáng đèn lên rồi nó tắt. Thì đấy là do bị phần hồi tiếp. Đây, mình sẽ cho các bạn thử xem nhá, khi không có hồi tiếp này. Đây nhá, tắt nguồn này. Khi không hồi tiếp thì nó tương đương với việc điện áp 220V không được đưa qua mạch này về để xử lý. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy. Đó, không có khởi động mềm và sáng trực tiếp luôn. Đây là trường hợp không có hồi tiếp. Đó, tắt nguồn, bóng đèn vẫn nháy. Khi có hồi tiếp thì nó sẽ không bị hiện tượng này. Và có trường hợp khi mà các bạn đã cấp hồi tiếp vào đây nhưng vẫn bị trường hợp đó ấy, thì nó sẽ hỏng trên đường mạch hồi tiếp vào đây, hoặc là trên biến trở điều chỉnh điện áp đầu ra này, các bạn tăng chỉnh quá cao. Ví dụ ở đây mình sẽ chỉnh cho các bạn thấy này. Chỉnh rất là cao nhưng nha, 5 giây nó sẽ tắt. Đó, các bạn thấy không? Và mình sẽ cố gắng quay rất là nhiều những cái video về sửa chữa này để làm cái tài liệu cho mọi người, đặc biệt là khách hàng của mình tham khảo, có thể tự sửa chữa lấy. Này. Đó. Thứ hai nữa là cái điều quan trọng đó thì cái biến trở giới hạn công suất này này. Các bạn nhớ là khi chỉnh là phải có tô vít chuôi nhựa nhá, có tô vít chuôi nhựa. Và chúng ta sẽ điều chỉnh là cầm vào chuôi nhựa này chứ không cầm vào đây nhá. Cầm vào đây thì chúng ta mà cắm vào nó sẽ càn nhiễu đấy. Đó, các bạn thấy không? Rất là nguy hiểm. Nếu như các bạn đi chân đất nữa là, hoặc là biến áp mà lớn ấy, điện áp cao là có thể dẫn đến hỏng mạch đấy. Đó. Cho nên là chúng ta sẽ sử dụng tô vít hai cạnh chuôi nhựa và cắm vào cái trên cái biến trở này, nó có một cái cạnh dài và cạnh ngắn, thì các bạn sẽ cắm vào cạnh ngắn nhá. Cạnh ngắn này nó sẽ không tiếp xúc được với bên trong cái phần mà nó tiếp xúc có điện. Còn cạnh nhựa bên trên này nó sẽ sờ vào không có này. Đấy, các bạn chú ý này. Đây là những cái kinh nghiệm chứ không phải các bạn thấy rằng người ta chỉ chọc vào đây chỉnh thôi, mình cũng làm theo nhưng mà nó cũng làm không đúng đâu các bạn nhá. Và mình sẽ chỉnh giới hạn công suất này, các bạn sẽ thấy rằng là khi mình chỉnh giới hạn công suất về bên tay trái rất là nhiều, nó sẽ tắt máy luôn. Đó, đèn đỏ nháy hai nhịp, nó thông báo trạng thái là đang quá dòng. Đấy là hiện tượng mình chỉnh như vậy. Còn khi mình chỉnh cao lên này này là cho mở công suất cao hơn thì nó sẽ không bị nữa. Đây. Đó. Đây là những cái chú ý mà các bạn có thể khi mà sửa chữa phải để ý đến hai cái này nhé, cũng là khá quan trọng. Đây, như vậy là mình đã xử lý xong một cái bo mạch rồi. Và anh khách này thì mình thấy rằng là có thể là chưa kiểm tra về phần xung, cho nên là chưa phát hiện được là cái bo 002 này đang bị hỏng. Đây là các bạn thấy này, xả điện áp đi, rất là nhiều bụi luôn. Nói chung là cái này thì chỉ cần vệ sinh qua đi là được thôi. Và cái video này thì mình làm cho các bạn có thể tham khảo nhé. Đây là các bạn thấy rằng là những cái mối hàn này này, chúng ta phải đặc biệt
chú ý, không thì đến lúc gây hỏng mà không biết lỗi ở đâu đâu, lại đổi cho là tôi lắp ráp đúng rồi nhưng mà không chạy, hoặc là lắp ráp đúng rồi nhưng mà lại mạch cháy. Đó thì các bạn nhìn thấy đây đây này, ví dụ trường hợp này nhá, là mình nhìn thấy rằng là cái chân này này gần như chạm với cái chân này là không được các bạn nhá, chú ý không được chạm. Đó, không được chạm nhá. Nhiều khi chúng ta làm hỏng mà chúng ta không biết làm ở đâu đâu, mà chỉ có cách duy nhất đó chính là đổi cho mạch điện bị lỗi hỏng thôi. Cho nên là các bạn sẽ chú ý tuyệt đối khi chúng ta lắp ráp, để mà đóng được một cái đinh sắc nét giống như thợ mộc thì không phải đơn giản. Không phải là nhìn thấy người ta đóng cái đinh đơn giản mà chúng ta làm nó làm theo chưa chắc được đâu. Chúng ta có thể đóng cong đinh hoặc thậm chí là đóng vào tay luôn đấy các bạn nhá. Cho nên là cái kinh nghiệm rất là quan trọng, và chúng ta sẽ làm từ từ từng bước và cẩn thận. Đó, đây là một cái video làm cái tài liệu cho tất cả mọi người quan tâm về những cái mạch điện sửa chữa, hoặc là đặc biệt là khách hàng của mình. Rồi, và mình đã xử lý xong một cái ca rất đơn giản thôi, khách hàng gửi về. Đó chính là chỉ có thay mỗi bọc 002 thôi. Rồi, và mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần tới.